Xin chào các bạn. Ở video này thì dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn cách kiểm tra cái thông tin công ty bị trùng khi mà các bạn chưa chuẩn bị thành lập doanh nghiệp. Các bạn cần kiểm tra xem cái thông tin đó có tên công ty đó có bị trùng với các công ty khác hay không. Thì trước tiên các bạn cần phải lên Google. Bạn đăng nhập vào cái trang của đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư. Đây chính là cái đăng ký kinh doanh.gov.vn của Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó ở cái ô tìm kiếm này các bạn muốn tìm kiếm tra cứu cái thông tin công ty nào thì các bạn gõ cái tên công ty vào đây. Ví dụ như là mình muốn tìm cái thông tin công ty Phương Oanh. Thì ở đây sẽ ra một loạt cho các bạn là các cái tên các công ty mà đã có rồi. Đây công ty các bạn là thương mại dịch vụ Phương Oanh, công ty thực phẩm Lê Phương Oanh. Đó đây các bạn là sẽ biết được thông tin để các bạn là đặt cái tên công ty cho nó khác đi. Nói trong trường hợp mà bạn có cái tài khoản đăng ký kinh doanh rồi thì các bạn có thể là vào vào dịch vụ công này, sau đó vào đăng ký doanh nghiệp trực tuyến này. Các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản đăng ký kinh doanh của các bạn. Đây chính là cái tài khoản đăng ký kinh doanh này. Các bạn cần đăng nhập vào cái tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau đó các bạn vào dịch vụ công, vào đăng ký doanh nghiệp qua mạng, các bạn vào đăng ký kinh doanh đây. Ở đây các bạn làm vào nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh. Đây chính là hồ sơ tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau đó các bạn nhấn tiếp theo. Các bạn đặt ở chỗ thành lập mới doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc, trực thuộc này. Các bạn nhấn tiếp theo. Đây các bạn là sẽ tích ở chỗ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Công ty cổ phần tùy vào đặc thù của đơn vị các bạn muốn thành lập. Sau đó các bạn là nhấn tiếp theo. Tiếp theo nữa các bạn nhấn bắt đầu để vào khối dữ liệu này. Bước tiếp theo là các bạn vào cho tên doanh nghiệp này. Đơn vị trực thuộc này. Ở đây các bạn sẽ gõ cái tên công ty vào đây. Nếu mà loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn thì bạn để cách công ty trách nhiệm hữu hạn. Còn nếu mà công ty cổ phần các bạn là ở công ty cổ phần thì các bạn tìm kiếm ở đây. Đây sẽ kiểm tra trùng cho các bạn là có 52 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc có tên trùng. Đây nó sẽ ra các bạn cái kết quả thông tin công ty trùng. Thì các bạn sẽ không thể đạt được cái tên công ty như vậy. Các bạn cần phải đổi tên luôn đi. Đây bạn có thể là cho bằng là xây dựng Phương Oanh chẳng hạn. Sau đó các bạn nhấn kiểm tra trùng. Đây sẽ hệ thống sẽ thông báo cho các bạn không có cái doanh nghiệp đơn vị trực thuộc nào có tên trùng tương tự như đây thì đây các bạn có thể dùng được. Nếu trong quá trình kiểm tra mà bạn vẫn còn khó khăn thì các bạn có thể liên hệ với số Zalo 0982 60 90 92 để được tư vấn và hỗ trợ. Và bạn nào mà có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp thì có thể là liên hệ với số điện thoại trên. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.